Hello, chào tất cả anh em, chào mừng người đến với mình. Ngày hôm nay chúng ta sẽ lại tiếp tục nói chuyện về chủ đề nguyên liệu nước hoa. Và cái nguyên liệu ngày hôm nay chúng ta sẽ nói đến đây đó là gỗ đàn hương Sanryu, một trong những nguyên liệu được sử dụng rất rất rộng rãi trong thế giới nước hoa, đặc biệt là dành cho các cánh mày râu của chúng ta. Mình sẽ chia sẻ đến các anh em một số những điểm mà các anh em cần nên biết về loại nguyên liệu này, Sanryu, gỗ đàn hương. Ok, let's go. Điều đầu tiên các anh em nên biết đó là gỗ đàn hương có một lịch sử văn hóa rất là lâu đời. Theo các tài liệu ghi lại được thì nó được sử dụng khoảng từ 4.000 năm ở Roma, ở Ấn Độ, ở Hy Lạp vân vân, rất rất là lâu đời. Ví dụ như ở Ấn Độ thì người ta luôn quan niệm rằng mối không bao giờ ăn gỗ đàn hương. Do đó trong cái đời sống văn hóa và tôn giáo của họ, gỗ đàn hương được sử dụng rất là nhiều và rất là phổ biến. Hoặc là ở Indonesia, mặc dù là có cái số lượng gỗ đàn hương không phải là nhiều, thế nhưng có một cái hòn đảo là Sumba đó, thì cái người dân ở đấy họ sử dụng gỗ đàn hương rất rất là thường xuyên, có thể họ sử dụng như là thuốc đó, và cả trong tôn giáo của họ họ cũng sử dụng rất rất là nhiều. Hoặc như ở Australia thì những cái người thổ dân ở Úc đó, họ có thể họ dùng những cái hạt ấy, cái hạt của gỗ đàn hương. Mình không biết cái cây này nó như thế nào, nhưng theo những cái tài liệu mình đã đọc được thì họ sử dụng những cái hạt của gỗ đàn hương là thuốc, giống như kiểu thay cho penicillin bây giờ đó. Và trong cái văn hóa của họ, tôn giáo của họ, họ cũng sử dụng gỗ đàn hương. Cho nên có thể thấy ở đây đó là gỗ đàn hương đóng một cái vai trò rất là quan trọng trong cái vấn đề văn hóa, tôn giáo ở các cái nền văn minh lớn của chúng ta. Thì nói cái điều số 1 ở đây có thể là một số các anh em đang thắc mắc, đó là nước hoa và văn hóa có cái gì liên quan đến nhau đâu mà lại phải list ra là như thế. Thì mình cũng xin nói luôn đó là lịch sử của nước hoa và lịch sử của văn hóa luôn luôn có sự song hành rất là chặt chẽ. Nếu như các anh em nào đã tìm hiểu về nguồn gốc và lịch sử phát triển của nước hoa, thì nói ở đây có nghĩa là đôi khi chúng ta ngoài cái việc kiến thức về nốt mùi, về những cái liên quan đến perfume, thì đôi khi nó gọi là về cái vốn sống, cái kiến thức văn hóa đó, thì nó sẽ giúp chúng ta, mà theo như lời một người bạn mình đã nói, đó là cái sự giao thoa về tâm hồn và mùi hương. Cái này thì kể cả chúng ta có ngửi ra 10 nốt trong một mùi hương, nhưng nếu như chúng ta không có sự trau dồi văn hóa, chúng ta không có sự trau dồi kiến thức sống, thì cái cảm nhận mùi của chúng ta nó sẽ rất là thô, nó sẽ rất là không có một cái gì đó sức sống cả đó. Bởi vì khi mà chúng ta đã không có một cái nhạy cảm về tâm hồn thì việc chúng ta ngửi mùi hương nó cũng sẽ tương tự như cái tâm hồn của chúng ta vậy, nó rất là khô khan và thiếu nhạy cảm. Cho nên điều đầu tiên mình vẫn list ra đây đó là gỗ đàn hương có một cái lịch sử văn hóa rất là lâu đời. Đấy, điều đầu tiên các anh em nên biết là như thế. Điều thứ hai các anh em nên biết đó là gỗ đàn hương hiện nay đang được sử dụng là mùi nhân tạo, và nếu có sử dụng nguyên liệu tự nhiên thì cũng là loại kém chất lượng hơn so với trước kia, so với lịch sử trước kia của nó. Tại sao lại có cái vấn đề này? Bởi vì gỗ đàn hương trước kia là được trồng phần lớn là ở Ấn Độ, nhưng từ những năm khoảng từ năm bắt đầu 2000 thì chính phủ Ấn Độ đã cấm không cho xuất khẩu gỗ đàn hương, bởi vì nạn lâm tặc đã chặt phá rất là nhiều, gây ảnh hưởng lớn đến cái số lượng gỗ đàn hương. Do đó chính phủ Ấn Độ đã quyết định là sẽ vẫn trồng, thế nhưng họ sẽ không cho phép xuất khẩu ra nước ngoài số lượng gỗ đàn hương mà họ đã trồng đó. Cho nên là chắc chắn là sẽ không thể đủ đáp ứng được cái nhu cầu sử dụng cho nước hoa. Thì hiện nay theo mình được biết là khoảng 10 năm đổ về đây thì đã bắt đầu chuyển về trồng ở Australia đó. Thế nhưng có một điều chắc chắn là gỗ đàn hương phải được trồng ở Ấn Độ thì mới đảm bảo được cái chất lượng tốt nhất, tinh dầu tốt nhất đó. Còn thì cái loại cây được trồng ở Australia thì so về chất lượng nó không thể so sánh được với Ấn Độ. Do đó có một số chai nước hoa mà sử dụng nguyên liệu thuần tự nhiên, theo như mình được biết ở đây đó là chai Trini của nhà Hermès hoặc là Le Labo Santa Barbara chẳng hạn, thì họ sử dụng gỗ đàn hương được trồng ở Australia, và chắc chắn rồi chất lượng không thể so sánh được với gỗ đàn hương của Ấn Độ. Do đó điều thứ hai mọi người cũng nên biết đó là đa phần gỗ đàn hương đang được sử dụng là mùi nhân tạo, và nếu có thì cũng là loại kém chất lượng, bởi vì loại tốt nhất phải được trồng ở Ấn Độ. Còn hiện nay thì chủ yếu là sử dụng gỗ đàn hương được trồng ở Australia. Okay. Điều thứ ba các anh em nên biết đó là gỗ đàn hương là một nốt mùi cực kỳ là linh hoạt, nó có thể kết hợp với các nốt nguyên liệu khác để tạo được cái mùi hương, có thể là woody thuần mùi gỗ, hoặc là spicy woody mùi gỗ cay nồng, vân vân. Ở đây khi mà nhắc đến nguyên liệu này thì không thể không nói đến tam đảo của nhà Diptyque, một cái mùi hương rất rất thích hợp
dành cho những ngày thu đông lạnh lẽo, bởi vì cái mùi gỗ cực kỳ là ok, rất rất là phê. Hoặc là Le Labo Center 33. Cá nhân mình thì chai nước hoa này mọi người có thể là tùy, có thể có những người cho là gỗ đàn hương, nhưng đối với mình thì chai nước hoa này lại là sử dụng gỗ tuyết tùng là nhiều, và gỗ đàn hương là dạng như kiểu là dạng đẩy nốt mùi lên thôi. Tất nhiên cái đấy là quan điểm của mỗi người. Còn thì đây là cái mùi hương mà chúng ta luôn luôn so sánh nó khi mà chúng ta bước vào một xưởng gỗ, và cái mùi mạt gỗ nó ấn tượng, gây ấn tượng của chúng ta. Mùi của Le Labo Center 33 này cũng tương tự như thế. Hoặc là Zadig and Voltaire Did It Him. Đây là cái mùi hương của gỗ đàn hương kết hợp với vanilla và nhang, tạo nên cái mùi hương rất rất là sâu lắng, sâu lắng, classic và manly. Rất là, nói chung là mình rất là mong chờ đến ngày lạnh để có thể sử dụng chai nước hoa này, bởi vì lúc đầu tiên thì mình không thấy quá ấn tượng, thế nhưng càng về sau thì mình ngửi, mình càng cảm thấy nó rất rất là gọi là ấn tượng đó, kiểu như thế. Hoặc là nếu như mọi người muốn biết gỗ đàn hương nó kết hợp với canh đồng là như thế nào thì mọi người có thể thử chai nước hoa Comme des Garçons Wonder Wheat, rất rất canh đồng, một chút tiêu, một chút gỗ, thêm một chút nhang nữa, classic đối với mình là như thế. Nói đây để thấy gỗ đàn hương được sử dụng trong rất nhiều những nốt nguyên liệu, và với cá nhân của mình thì mình thấy nó làm mùi hương trầm hơn, dày hơn, và một chút gì đó nó điềm đạm hơn. Do đó anh em nào có cái xu hướng tìm một cái mùi hương mà cho những, ví dụ như mình là người ít nói, mình là người không thích quá thể hiện quá nhiều, thì chúng ta nên tham khảo những chai nước hoa có mùi gỗ đàn hương. Ok. Điều thứ tư và cũng là điều cuối cùng mọi người nên biết, đó là gỗ đàn hương là một trong những nguyên liệu long, 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 long lasting và mùi cực kỳ là trâu bò đó. Do đó các anh em nào nếu như cần một cái mùi hương thu đông mà phải là trâu, phải là khỏe đó, thì chúng ta nên ưu tiên những chai nước hoa mà có cái lượng gỗ đàn hương là nhiều đó. Bởi vì các cái perfumer hoặc là các nhà nghiên cứu, người ta đã chứng minh rằng gỗ đàn hương bám mùi, giữ mùi rất là lâu đó, và họ thường xuyên sử dụng mùi hương này vào base note, có nghĩa là cái note gần như là cái mùi cuối cùng sau khi mà đã biến chuyển từ lúc xịt, thì dry down cuối cùng, thì họ thường có cái xu hướng sử dụng gỗ đàn hương để tăng cái độ sức sống trong mùi hương đó. Thì vừa xong mình vừa chia sẻ đến anh em 4 điều các anh em cần nên biết về gỗ đàn hương. Mình rất hy vọng các anh em cảm thấy thích video này, hãy like và share. Nếu như mọi người cảm thấy video có giá trị thì đừng quên subscribe kênh của mình nhé. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.